bé nhỏ. Mời bạn nam. Mời em giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Hiền Linh, chào bạn bên kia và chào quý vị khán giả. Em là Thu Dung, năm nay em 25 tuổi. Em đang làm công việc viết lách. Viết lách là viết về cái gì em? Em làm báo. Làm báo. À, dạ. Làm. Em viết báo được bao lâu rồi? Em cũng mới làm 3 năm thôi chị. 3 năm rồi. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Chào anh Hiền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Chào tất cả các quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trung Hớn, 32 tuổi. Em đang làm nhân viên kinh doanh của công ty xăng dầu ở quận 3. Dạ, quê bạn ở đâu? Em ở Đức Hòa, Long An. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Em thì chính thức thì chỉ có 2 thôi. Chính thức chỉ có 2 thôi? Dạ. Không chính thức chắc cũng nhiều quá hả? Cũng tạm tạm. Tạm tạm? Tạm tạm. Vậy là kinh nghiệm đường tình cũng rất là nhiều đúng không? Nhưng bạn có thể rút ra một bài học kinh nghiệm là lý do tại sao chúng ta lại không có duyên những mối tình đó, chúng ta lại phải chia tay những mối tình đó? Em nghĩ thì chắc tại vì một phần là do cái tính cách của hai người nó khác nhau quá. Gia đình em có kêu là hai đứa cưới đi á, nhưng người ta là không chịu. Không chịu? Dạ. Không chịu người ta bỏ em? Không chịu. Hay là em bỏ luôn? Không chịu thì người ta bỏ em chứ. Rồi, bây giờ hôm nay có cô gái bên kia, cô phóng viên ha. Hình như cô nó người miền Trung đúng không em? Dạ đúng rồi anh, em người Phú Yên á. Phú Yên, ở bên đây là mình ở Long An. Cái khoảng cách địa lý hình như nó hơi xa chút xíu. Không biết rằng nó có hợp không em? Dạ, nếu mà hai người hợp nhau thì em nghĩ là khoảng cách địa lý nó không có là gì. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua một mối tình anh. Một mối tình rồi hả? Bao lâu rồi em? Dạ, cũng lâu rồi chị, cách đây chắc 5 rưỡi. 5 rưỡi, lý do tại sao chia tay? Do tính chất công việc không hợp nhau chị. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình thì cao trên 1m7, chuẩn men. Phải chuẩn men. Chuẩn men. Cái này cũng khó. Bây giờ không có chuẩn men nhiều lắm hả? Như thế nào gọi là chuẩn men em? Đúng rồi. Em nhìn là em biết thôi. Hay quá. Để tôi hỏi cái vụ này á, khoan khoan. Này men không em? Viên xinh đẹp. Em nhìn sao mà em phát hiện ra không chuẩn men, em tả dùm cho anh nghe coi, anh rút kinh nghiệm coi. Dạ không anh, người con trai mà người ta chuẩn men á, mình nhìn là mình cảm giác được liền. Thì em nhìn anh Nguyễn Linh anh thấy anh chuẩn men không? Hơi men không? Hơi men không? Dạ không, anh men. Anh men hả? Anh mắt rực lửa như vậy là men. Trời ơi. Cô này cảm giác hay. Hay. Tức là khi mà mình nhìn một người phụ nữ, người đó đẹp, tự nhiên con mắt mình nó rực lửa lên là chuẩn men. Cái này hay nè. Nhớ nha, nhìn gái là mắt rực lửa lên, còn nhìn mà xìu xìu nó nói mình là thế hệ thứ ba. Lát nữa mà kéo cái màn lên làm sao mà có lửa đó thì là mới là men đó nghe. Rồi còn nữa là ảnh phải hiền lành, phải là người điềm đạm. Rồi, dư xăng luôn. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình không? Em không thích bạn trai có tính gia trưởng. Bạn trai có gia trưởng không em? Dạ, em nghĩ chắc có chút chút. Chút chút là chỗ nào ví dụ? Bạn ấy chỉ cần hỏi em một tiếng thôi. Hỏi em không chịu là cũng không được làm đúng không? Đâu, em dễ tính lắm chị, làm sao không chịu được? Hỏi là chịu hết phải không ạ? Hỏi là chịu hết, anh xin miệng có tiếng nói là được. Chiều nay em đi chơi với anh bạn trong công ty nha anh. Được không? Dạ. Được, có gì đâu. Được. Bình thường mà. Được. Dạ được. Dạ được. Trời ơi, chưa gì là có tính là ghen rồi đúng không? Được, sao suy nghĩ lâu dữ vậy? Anh xúi đó chứ không, nó kêu không luôn rồi đó. À vậy hả? Vậy còn mình thì mình đặt ra cái chuẩn tìm người bạn gái là người như thế nào? Em thì cũng đơn giản thôi, tại vì em không được đẹp lắm nên em cũng không dám chọn bạn gái nào cao sang ấy. Nhưng mà cái chiều cao này đâu có đủ 1m7 đâu. Chắc 1m7 á chị. Không có tới, đừng có nói thấp tôi. Vậy 6'9" thôi. Thôi được rồi, bây giờ đâu có tiêu chuẩn gì nó nghe thử coi. Chỉ cần nhìn dễ thương. Để chú Thảo với cha bao dễ thương. Bên kia là quá dễ thương luôn. Biết quan tâm chăm sóc gia đình là được rồi. Vậy thôi à, có điều gì không thích ở người phụ nữ không? Bê bối với lại là hay nói xạo á. Em không thích. Hỏi bên kia có nói xạo không? Dạ báo. Em thật thà lắm. Là thật thà lắm. Lành mà còn thật thà nữa. Em có lãng mạn không? Lãng mạn thì chắc không ai bằng em đâu. Phải không? Dạ. Chút xíu nữa mở màn lên nhớ hỏi nói với cổ cảnh mà mình hẹn hò rồi này kia như thế nào nhá không? Lãng mạn lắm á, nó hẹn hò dưới cây xăng không đó. Mình đã chuẩn bị gì để lấy vợ chưa? Đủ hết rồi chị. Đủ là có cái gì? Thì tiền đám cưới, vàng mua vàng. Có vàng nữa hả? Có chứ. Mua vàng cho bạn gái này kia. Cũng được mấy phần rồi đó. Cũng được mấy phần rồi. Rồi có gì lập kế hoạch bao lâu mua nhà mua cửa sanh con đẻ cái gì không? Thì chắc cứ vợ về cái đó là hai người tự thương lượng và cố gắng thôi.
thương lượng gì? Mượn tiền nhau hả? Có chị, đó là mượn tiền mình cái đó mình phải lo chứ, tại sao mình để mượn tiền? Có gì đâu thương lượng. Phải bàn bạc luôn, phải thương lượng, hỏi là em nên mua nhà bự nhà nhỏ. Nhà bự nhà nhỏ mới mua, không quận mấy. Nó thuận tiện em công việc em đi làm. Nhưng mà anh lo hết phải không? Lo hết thì vậy đi, nói cho rõ đi, thương lượng được không? Mới đám cưới về thương lượng em có bao nhiêu cho anh mượn đâu có được. Chị hỏi rõ hết trơn rồi nha cưng. Hai cái này cũng hợp đó. Được không chị? Được. Bên kia dễ thương lắm em. Thôi bây giờ thế này nè, mình hỏi ý kiến người thân tư vấn coi nói sao nha. Em đi với ai? Nè em đi có bố em, có chị sếp với lại mấy em. À có bố nữa hả? Nãy giờ bố ngồi cười mỉm chi quá chắc được quá. Dạ chào bác. Bác thấy con dâu tương lai thấy được không mà bác? Thưa anh Quyền Linh, thưa chị Cát Tường, chị xin phép cho tôi nói là tôi ok rồi đó, thấy tạm được rồi đó. Dạ. Cơ bản vậy là thấy được rồi, thấy nhẹ nhàng rồi bác. Ủa hình như là em có đi với sếp nữa phải không? Dạ. Sếp. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Dạ chào chị. Cách đây 5 năm á, em có hứa với nó là chị sẽ trả tiền cho cái chuyến xe rước dâu. À. Mà từ đó đến giờ chờ hoài không có. Tự nhiên nãy giờ em ngồi đây á, em mới đổi ý, em phải ra hạn luôn. Là từ đây tới cuối năm 2017 nếu mà không có coi như cái lời hứa đó là coi như mình bỏ. Đúng rồi chị, phải có giờ thời hạn chứ đâu mà kéo dài đúng quá. Đúng rồi, cái gì nó cũng phải có thời hạn à. Hớn này thì rất là chịu khó, chăm chỉ và ham học hỏi. Dạ. Có một điều thì hớn nó giấu hồi xưa giờ nó không nói, nó rất thích gái đẹp. Chị mong là hai đứa sẽ cùng bấm. Dạ, rồi cảm ơn chị. Nhà em gái hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với một số bạn làm chung với lại bạn thân của em. À rồi đâu chị chưa gặp bạn em đâu. Chào em. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là đồng nghiệp của Thu Dung ạ. Theo như mà như chị thấy đó Dung, mặc dù là bạn nam bạn hớn, bạn rất khiêm tốn, bạn nói bạn không phải là trai đẹp, nhưng mà theo như cái tiêu chuẩn trai đẹp mà chị em mình hay nói với nhau á thì chị thấy bạn hớn rất ổn. À bạn trai hớn người ta khen mình kìa, nghe cảm ơn gì chứ. Trời có yêu cầu gì của nhóm bạn đối với chú rể tương lai này không? Tụi em chơi chung với nhau á thì cùng thích á, là thích cái kiểu điềm đạm như Dung nói, mặc dù bạn nam bạn kia bạn tin hớn nhưng mà thực ra thì chị thấy bạn rất là chững chạc. Rồi cảm ơn. Bây giờ là mình gặp nhau đi để xem tiếng sét ái tình coi có lửa gì không nha, có đốt cháy được không nha. Kéo màn. Cô gái đến từ Phú Yên gặp chàng trai đến từ Long An. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Ngồi yên cho người ta ngắm cái mắt coi. Để nhìn được lửa nha. Em thấy mắt anh có lửa chưa? Chưa, nó mới nhìn nhóm thôi nên em chưa có biết, để một hồi nữa em kiểm nghiệm. Anh thấy em sao? Anh nghĩ thì anh đang... Trời ơi sao bối rối vậy? Sao tự nhiên vén màn lên thấy em anh run quá. Thấy em dễ thương, nói chung là anh thích. Em coi nó có chuẩn men không em? Anh biết thích em là anh chuẩn men rồi đó. Không nhưng mà thích vậy coi cái thích thật hay không, hay là nói thích cho qua để che giấu cái không chuẩn men đó. Bây giờ cũng nghi ngờ lắm em ơi. Em thấy anh có được gọi là đủ tiêu chuẩn của em để em mới 69 à? Được 69 không anh? Nếu đo kỹ cỡ 67 à. Em thấy anh cũng dễ thương, chững chạc, không có sụ nhi. Chứ anh 32 tuổi còn sụ nhi gì nữa em? Tùy thôi, anh có người 35 tuổi vẫn sụ nhi bình thường. Mày nhìn không tướng sụ nhi đâu, sụ quẻ. Hỏi tiếp đi, em hỏi gì đó. Không. Thì... giờ mà hỏi tên nó tên gì nó biết chết liền á. Anh chuẩn bị nhiều lắm á, tự nhiên anh sao gặp em anh rung quá. Tim đập mạnh rồi đúng không? Dạ. Thì, đúng rồi không? Em biết cổ tên gì không? Dạ thì Dung. Hả? Tên Dung. Tên Dung hả? Dạ đúng rồi anh. Em biết anh tên gì không? Không. Anh tên Hớn, anh tên Hớn. Mình khoảng bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Em muốn tìm hiểu chắc cũng khoảng 1-2 năm gì đó. Dài quá em. Trả giá đi. Mình rút ngắn bớt là được không em? Cái đó là do anh á. Nếu mà anh làm em thấy thuyết phục thì nhiêu em cũng được. Do anh đó nha. Dạ. Và anh hy vọng là sau buổi này anh sẽ được, chiều nay anh sẽ mời em đi coi xem phim hay là đi shopping hay đi đâu đó. Em cũng nghĩ là mình gặp nhau ở đây là cái duyên rồi. Không duyên này thì nó cũng duyên khác mà anh. Duyên khác là duyên gì cô? Để cái gì chấm chấm mọi người sẽ hiểu. Đây, đặt tay vào nút bấm nha. Suy nghĩ thật kỹ. Để xem chúng ta có duyên để hẹn hò không. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Có 3 tiếng đếm. 3 2
1. Hết thời gian. Bạn trai bấm rất nhanh đúng không? Còn bạn gái suy nghĩ điều gì mà chậm vậy? Em suy nghĩ là để từ từ bấm cho có giá. Nhưng mà đôi khi mà hàng để lâu quá bán không chạy nó ế đó thì nó cũng xuống giá lắm nha. Chúc mừng các bạn.